Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong series video của mình. Thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào các bạn em, mình sẽ đi vào chi tiết tôi muốn không ạ. Đang mấy hôm đang định bảo là đi mua cái sim mạng về để dùng nhưng mà toàn lười. Anh mua sim mạng tại vì học. Thằng bạn em nó mua 50 được dùng một tháng. Mình nhưng mà sim dùng hẳn một năm thì đôi khi mình không dùng nhiều đâu. Tiền đâu mà ra. Đăng ký đôi khi nó còn tốn hơn cả mua sim mấy. Anh nghĩ là anh phải được gần nửa năm rồi anh không nạp tiền điện thoại. Không thể nạp tiền điện thoại. Vậy bây giờ đấy 6 giờ mày mấy giờ về? Em 6 giờ về. Chết rồi, Long mấy giờ về ta? Ừ, anh ngồi đây đi. Bây giờ hết giờ này thì mình... À đây mà anh có đồ ăn cái, anh ở luôn. Anh ở luôn, anh ở luôn đến tận 10 giờ anh về. Đúng xong về tắm rửa cái anh ngủ. Hello. Buồn quá. Buồn thế này đây. Trời ơi. Cái gì? Làm nó không tin là em bị đặt điện thoại anh. Rồi nó nghĩ là em tắm thư. Thế là thôi mai em đi thay mảnh cũ về. Ây lại mưa. Cái này vẫn cao hơn. Cái kia là cái gì? Cái này thấp quá. Mày nhỏ. Cái ghế này. Xuống. Cái này xuống dễ mà. Đâu có mình được có đưa người thẳng cái nào. Hay là mình tựa xuống lên đây cái nó tự nhiên xuống mà. Mình không như vậy dùng cái thùng mẹ.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Xin chào các bạn nha. Lại là mình đây, Quỳnh Spoopy. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu. Quỳnh Simi à? Quỳnh Simi à? Nhưng mà bây giờ chúng nó quen mồm ấy, chúng nó gọi chị Mèo. Ừ, chị Mèo, anh Long gọi về kìa. Mới quay tắt luôn video đi. Bây giờ mày này. Kéo ra. 6 giây này luôn này, sắp 6 giây rồi. Không ăn cơm đâu à? Kéo vô. Anh quyết bảo rồi, tôi cho nó là không được phải làm gì, nhưng là cứ làm cái kim đi về. Đúng rồi. Anh quyết bỏ tí em đây này, em cứ là cái bài đấu cử được không? Thì anh, cái bài đấu cử được không? Chị sợ mình phải nấu cơm mà, cũng tối rồi. Về. Cô nhà anh có bao giờ đi nấu cơm? Vứt đi. Tôi mới là gì đây? Già còn cô gì nữa. Thì đi về sau tối còn có gì còn gọi chứ. Thôi còn hai nhà mình thôi. Vui rồi. Cô đem sắp đi lên phone đúng không này? Tưởng là đem sắp đi lên phone. Hả? Mình còn tiền nữa. Anh còn đang định đi mua khẩu trang đây. Hết khẩu trang rồi. Còn mấy đồng tiền lẻ đang tính đi mua khẩu trang đây. Tính ăn cơm xong. Xong đi lướt lúc đi mua khẩu trang. Vào xong vào đây làm. Luôn. Nhưng mà mày vào đây thì mẹ cũng không nói chuyện được đâu. Hả? Nếu mà mày tối nay vào đây, mày vào đây thì mẹ cũng không nói chuyện được với anh đâu. Đấy. Anh Kiên ngồi đấy. Anh Kiên ở đây đọc phát luật công à? Thế nên là anh sẽ xem phim. Thế để em cũng xem ở. Không biết được. Thế mà đòi vào, tưởng thế nào? Em đi đi. Chị còn không đi được thì thôi, em lấy một cái điện thoại em nghe. Gì? Có tận mấy cái điện thoại mà. Ừ. Bà lấy hết điện thoại đấy thì quay điện thoại này. Tí sập pin này. Thì đó, xem lấy một con gì em nghe. Bà lấy con này này, con đấy đang quay giả rồi. Em lấy con là pin châu tí. Làm có 3, làm có 2 tiếng lấy pin châu. Nhà cũng cửa. Ai sợ thì đi về. Làm được 1 tiếng rưỡi. Ô thế là mọi người đây tụ tập từ lúc 2 giờ à? Không. Bây giờ? Em 4 rưỡi đến, tôi chỉ còn là 2 giờ. Thế là anh Long. Anh Long đi hơn 2 giờ ít. Còn ông Công? Anh Công là sao mưa vào đây chú mưa rồi. À thế. Ta đi chơi vào đây trú mưa rồi cái gì? Chứ không phải là. Anh có anh thấy có tận 3 tin nhắn mà anh đang nghi là một là mày nhắn, hai là bà Quỳnh nhắn, hai là ông ai nhắn rồi thì anh đang nghi rồi. Nhắn ở trong Mac ừ. Tại vì anh vào Facebook mà có tận 3 kia, 3 cái thông báo. Thì một là thông báo nhóm với cả thông báo gì đấy với cả một người nữa. Thì anh đang nghi là hai người này. Nhưng mà thôi,
Thế là anh lại ở nhà anh lại chơi với cả ngủ một lúc. Như vậy video kết thúc nha bạn.